Thưa quý vị, theo dự kiến, ngày 21 tháng 9 tới đây, các trường tiểu học mầm non trên địa bàn thành phố sẽ chính thức đón học sinh đến trường trở lại. Trước tình hình Đà Nẵng có nguy cơ ảnh hưởng từ cơn bão số 5, các trường học cũng đã chủ động vừa dọn dẹp khử khuẩn trường lớp chuẩn bị đón học sinh, vừa xây dựng phương án bảo vệ con người, tài sản đơn vị trường học. Ghi nhận của phóng viên thời sự sáng nay tại một số trường học trên địa bàn quận Liên Chiểu. Tại trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, dù sáng nay trời đã bắt đầu mưa do ảnh hưởng của bão số 5, các giáo viên nhà trường vẫn tập trung lên trường để dọn dẹp chuẩn bị đón học sinh quay trở lại trường vào đầu tuần sau. Bên cạnh lau chùi, khử khuẩn lớp học, chuẩn bị các trang thiết bị y tế phòng chống dịch, nhà trường cũng đặc biệt lưu ý chặn chống, cắt tỉa cây xanh trong khuôn viên. Nhà trường cũng đã tiến hành triển khai các công tác tổng dọn vệ sinh trường lớp. Trong lớp học thì lau chùi bàn ghế, bảng, rồi giặt rèm màn, sàn nhà, sát khuẩn tất. Đối với khu vực xung quanh trường thì tổ chức phát quang những cái cây và những cái nước đọng. Tại trường tiểu học Hồng Quang, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, giáo viên nhà trường cũng chủ động kiểm tra hệ thống điện, các khu vực có khả năng bị ảnh hưởng do mưa to, gió lớn. Công tác chuẩn bị về mọi mặt để đảm bảo an toàn phòng dịch cho học sinh quay trở lại trường đã được nhà trường thực hiện. Nhà trường cũng đã chủ động chuẩn bị đầy đủ các cái điều kiện tốt nhất để khi các em học sinh đến trường đảm bảo an toàn. Thứ nhất là về cái khâu mà trang bị các cái dung dịch sát khuẩn, khẩu trang y tế, cũng như là cái việc mà vệ sinh trường lớp. Trước tình hình Đà Nẵng có nguy cơ ảnh hưởng từ bão số 5, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị trường học xây dựng phương án bảo vệ con người và tài sản của đơn vị trường học. Thủ trưởng các đơn vị, trường học thường xuyên cập nhật thông tin về cơn bão, giữ liên lạc qua nhiều kênh thông tin để chỉ đạo, hướng dẫn cho giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên và phụ huynh chủ động ứng phó một cách an toàn, giảm thiểu thiệt hại do tác động của cơn bão gây ra.